Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vụ án Vạn Thịnh Phát đang được dư luận hết sức quan tâm trong ngày đầu tiên mở phiên tòa xét xử. Nếu như trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng với sức nặng 68 tấn, sức chứa bằng cả một sân vận động. Có thể nói, con số khủng khiếp đó đã khiến cho rất nhiều người dân lao vào tình cảnh khốn đốn. Trước cổng tòa trong ngày đầu xét xử, những ánh mắt thất thần, đầu chân đội nắng của người dân bị hại đầy mong ngóng đòi lại công bằng. Vậy nhưng họ chờ hoài, chờ mãi, chờ đến bao giờ vẫn chưa thể xác định được. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua, trái chủ, nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá ở công viên nhỏ đối diện Tòa án Nhân dân TP.HCM, cụ bà Lệ Hằng, 83 tuổi, nhắn lệ. Cụ liên tục thở dài khi nghe những câu chuyện của những người cùng chung cảnh ngộ xung quanh. Chia sẻ tình cảnh của mình, cụ bà Lệ Hằng cho biết, sau khi bán nhà riêng ở quận Tân Phú và nhà của con trai ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cụ đã mang hơn 14 tỷ đồng vào SCB gửi tiết kiệm. Lúc này, phía nhân viên ngân hàng tư vấn cho cụ mua trái phiếu của SCB. Cụ kể, nhân viên tư vấn rằng mua trái phiếu có tài sản đảm bảo, Cụ lại có thể rút lại bất cứ khi nào mong muốn, tuổi cao mắt yếu lại nghe những lời hứa hẹn đường mật của nhân viên SCB, cụ đồng ý ký tên mua trái phiếu. Sau đó vài tháng, cụ nghe nhiều thông tin liên quan đến SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên lên ngân hàng để xin rút tiền. Lúc này, phía SCB cho biết ngân hàng đã chịu sự quản lý của nhà nước, không thể giải quyết việc yêu cầu rút tiền của cụ. Suốt từ đó đến nay, cuộc sống gia đình cụ hàng đảo lộn người chồng gần 90 tuổi bức xúc, u uất đến mức điên loạn. Con trai của cụ cũng bất mãn, thậm chí có hành vi sai trái với cụ. Tuổi già sức yếu, cụ Hằng chả mong gì hơn ngoài việc lấy lại được số tiền đã bị SCB lừa vào trái phiếu. Cụ Hằng bày tỏ, nếu không có những người thân xung quanh động viên, đỡ đần, có lẽ tôi đã không thể sống. Hơn 14 tỷ là số tiền tích cóp cả cuộc đời của gia đình tôi, giờ không biết đi đâu về đâu, làm sao để đòi lại. Chúng tôi rất khổ sở, sống lay lắt vật vờ, gia đình thì xào xáo. Tôi mong nhà nước sẽ tích cực trong vụ án này, có phương án đòi lại tiền cho người dân chúng tôi. Cũng là nạn nhân trong việc mua trái phiếu, bà Hạnh, 62 tuổi, cho biết cả cuộc đời bà làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, máu và nước mắt mới có được hơn 600 triệu đồng. Số tiền này bà gửi tiết kiệm tại SCB. Trong năm 2020, khi sổ tiết kiệm tới ngày đáo hạn, bà được nhân viên ngân hàng SCB tư vấn chuyển qua mua trái phiếu với nhiều gói để lựa chọn. Bà cũng không nhớ rõ nhân viên ngân hàng đã tư vấn như thế nào, nhưng bà tưởng rằng trái phiếu cũng là một loại sổ tiết kiệm có thể linh hoạt nộp vào rút ra. Do đó, bà đồng ý mua trái phiếu. Đang nói, lúc ký giấy tờ mua trái phiếu, bà Hạnh cho biết nhân viên chỉ đưa cho bà ký tên, chứ không cho đọc nội dung. Hợp đồng mua trái phiếu cũng không được ký tại thời điểm đó, mà phải sau khoảng một tuần, khi đã hết thời gian thay đổi việc mua trái phiếu. Từ đó tới nay, bà Hạnh chưa nhận được bất cứ đồng tiền lãi nào. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, số tiền hơn 600 triệu đồng của bà cũng không biết làm thế nào để lấy lại. Tưởng chừng có số tiền lẫn lưng lo toan khi về già. Thế nhưng, bà Hạnh lại trắng tay trong nháy mắt. Bà đã gõ cửa hết các cơ quan liên quan để mong lấy lại được số tiền gốc của mình. Nhưng tất cả đều vô vọng. Giọng nói của bà Hạnh nghẹn lại, giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt. Bà chia sẻ, tôi khổ lắm, không còn một đồng xu các bạc nào trong người. Hiện giờ tôi đang ở trọ, không chồng con, không việc làm. Tuổi cao, sức khỏe yếu, tôi xin việc làm rất khó. Chỉ có thể xin làm được công việc tạm bỡ. Để sống sót qua ngày, tôi thường phải đi ăn trực tại nhà bạn bè, người quen. Việc nhịn đói, không có gì ăn là thường xuyên diễn ra. Rất nhiều người dân vì nghe những lời đường mật của ngân hàng SCB khi đó mua trái phiếu mà rơi vào hoàn cảnh loạn lạc, gia đình ly tán vì dường như cả gia tài của họ đã biến mất. Họ là những người dân vô tội, làm lụng tiết kiệm của đời như vậy, nhưng nay phải ngồi trông ngóng phiên tòa để mong lóe lên tia hy vọng có thể đòi lại công bằng và số tiền đã mất. Họ chỉ dám lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đắng cay khi nghe những người cùng cảnh ngộ kể về số phận éo le của mình liên quan đến vụ án vạn thịnh phát. Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, những người dân này lầm lũi ra về vì biết được thông tin phiên tòa này chưa xét xử các nội dung liên quan đến quyền lợi của mình. Và rồi, những bước chân nặng trĩu của người dân lại lầm lũi ra về. Họ vẫn chờ, chờ mãi, chờ tới khi đòi lại được công bằng cho mình. Thưa quý vị, nhìn những con số siêu khủng về số tiền bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt của SCB. Số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để Trương Mỹ Lan rút ruột số tiền hối lộ quan chức, số bị hại đầu tư mua trái phiếu vạn thịnh phát, số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan, đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất. Bị cáo khai là họ là tên. Dạ, thưa Trương Mỹ Lan. Ngoài tên Trương Mỹ Lan là bị cáo tên nào khác không? Dạ, thưa không ạ. À. Bị cáo ngày tháng năm sinh bị cáo. Dạ, 13 tháng 10, 1956. Sinh ngày 13 tháng 10, Dạ, 1956 Sinh ra tại đâu? Dạ. Sinh ra tại đâu? Dạ, thư tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Nơi đăng ký uh, thường trú bị cáo? Nơi đăng ký hộ khẩu á? Dạ, thư tại số 57 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Còn bị cáo chỗ ở thì bị cáo ở đâu? Dạ, ở tầng 20, 127 đường Master. Căn hộ ở đâu? Dạ căn hộ số bao nhiêu căn hộ là tầng 20 mươi tầng hai mươi đúng, y, đúng không y. dạ hai y một trăm hai mươi bảy phường võ thị sáu quận ba thành phố minh dạ dạ Để về trình độ văn hóa bị học cáo học tới lớp mấy rồi dạ mười hai ạ mười hai trước khi thực hiện mình đi làm tòa bị cáo làm nghề thì... dạ, là nghề gì dạ thư là chủ tịch uh, tập đoàn vạn thịnh phát ạ à? bị cáo uh, quốc tịch Dạ, quốc tịch Việt Nam ạ. À. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa ạ. À. Cha tên gì? Dạ, Thư Trương Văn ạ. À. Trương Văn, mẹ tên gì? Dạ, Thư Khai Yêu ạ. À. Cha mẹ còn sống không? Dạ, Thư không ạ, à. mất hết ạ. À? Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ, Thư có ạ. À. Còn chồng là ông Chu Lập Cơ là bị cáo trung vụ án đúng không? Dạ. Có mấy con? Dạ, Thư hai con ạ. À. Con lớn sinh năm bao nhiêu và con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, thưa con lớn sinh năm 1994 1995 mà Bị cáo bắt uh, tiền án hình sự gì chưa? Dạ thưa không có ạ à. Trong vụ án này bị cáo bắt ra ngày nào? Dạ bị bắt ngày 6 tháng 10 2022 ạ à? Ngày 6 hay ngày 8? Bị bắt đêm ngày 8 Không ạ à. Dạ kính thưa bị bắt 8 giờ rưỡi đêm ngày 6 Tại ngoài đường ạ à? Nhưng mà thực hiện tố cục thì vào ngày 8 tháng 10 đúng không? Còn 1922 Đề nghị viện sát kiểm tra ở chỗ này Dạ. Theo cáo trạng thì ngày 8 tháng 10 bị cáo cho là ngày đêm 6 dạ, đi bắt tháng 10 tháng 9 tháng dạ. để nghị viện sát kiểm tra lại ngày bắt của em Trước khi ra tòa bị cáo nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định đưa vụ án xác xử chưa Dạ thưa có Nhận được quyết định của tòa án thành phố bên cách đây bao nhiêu ngày rồi? thành phố rồi. Nhận được cái quyết định ấy, đưa vụ án xác xử cách đây bao nhiêu ngày? Đến đây, trước khi đến đây xin tội nha, là khoảng 2 tuần à là... Khoảng 2 tuần xin dạ. 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 cảm ơn rồi. Những con số khổng lồ về Vạn Thịnh Phát. Chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, khoảng 13,2 tỷ USD, xô đổ mọi kỷ lục về tham ô tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay. Thông qua ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột 1 triệu 066 nghìn tỷ đồng, sau đó thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn thịnh phát, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật, là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giúp Trương Mỹ Lan lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng lãi phát sinh 129.372 tỷ đồng là tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Tiếp tay góp phần cho Trương Mỹ Lan tham ô là 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, trong đó phải kể đến Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD tương đương khoảng 118 tỷ đồng để bao che bưng bít cho những sai phạm của tập đoàn tội phạm Vạn Thịnh Phát và bà trùm mafia Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng SCB. Số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan gồm 589 tỷ và 15 triệu USD, 43 tài khoản ngân hàng tương đương gần 2.100 tỷ đồng, 789 tỷ trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Gương, 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan, một du thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà Lan tại các công ty có liên quan. Nhìn vào số tài khoản khủng đó đủ để thấy mức độ giàu có của bà Lan ra sao. Và để có được số tài sản đồ sộ đó, bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có giỏi của người đàn bà thủ đoạn này. Thủ đoạn lũng đoạn tinh vi Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn. Vì từ khi sắp nhập năm 2012 đến nay, bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85 đến 91,5%. Số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi. Từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tiến dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thương trú tại Hồng Kông, chồng bà Lan. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.000 tỷ đồng. Các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB được bà Mỹ Lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ 15 đến 40 triệu đồng một năm. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ. Do đó, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty Times Square Việt Nam, nội dung tiếp tục dùng tài sản của dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB. Với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cánh tay trái đắc lực giúp sức cho Trương Mỹ Lan chính là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, vợ ca sĩ Thanh Bùi, cháu ruột của Trương Mỹ Lan. Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2022, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Giúp sức cho Trương Mỹ Lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng SCB, gồm Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng, Nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, tại Chiêu Trung, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng SCB. Đây là những người lan tin tưởng, thân tín, có trình độ và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, được lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của Lan, các hồ sơ chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Để thực hiện được hành vi rút chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên của 5 công ty thẩm định giá, gồm công ty tầm nhìn mới, công ty MHD, công ty Thiên Phú, công ty SGM và công ty DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Nhận qua để bao che Tuy nhiên, giúp cho SCB thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt để của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, vụ trưởng vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng vụ 1, sau này là Cục 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra ngân hàng SCB. Quá trình thanh tra phát hiện nhiều chỉ tiêu phản ánh thực trạng SCB rất xấu. Hệ số an toàn, nợ xấu, tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra, phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại SCB hơn 112.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lan và ngân hàng này. Trong đó nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là trưởng đoàn thanh tra, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo ngân hàng SCB và 4 lần nhận hối lộ, tổng cộng 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Tuy nhiên, dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt, lọc lõi đến đâu, nhưng lưới trời lồng lộng, Trương Mỹ Lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Bản thân bà Lan cũng đã bị đối tác là đại gia Nguyễn Cao Chí chủ tịch tập đoàn Capella, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỷ đồng. Ông Trí và bà Lan bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty. Ông Trí đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án. Tuy nhiên, các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, do thẩm phán Phạm Lương Toàn, tránh tòa hình sự Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những bị cáo còn bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bào chữa, gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức. Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đại gia trả lại hàng nghìn tỷ cho bà chủ vạn Thịnh Phát. Trước khi diễn ra phiên xử, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỷ đồng Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1 tỷ 036 triệu đồng và 3.000 USD. Liên quan đến vụ án, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, bị truy tố tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan. Tài liệu điều tra cho thấy, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, ông trước và công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng đối với hai khoản vay của công ty Tường Việt và công ty Việt Đức. Việc này được cơ quan điều tra đánh giá là khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định, ông trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này, ông trước đã đưa lại cho bà Lan 249,5 tỷ đồng thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan. Đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Thời điểm viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng, bị cáo đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng. Một đại gia khác được nhắc đến là ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên là Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây. Cầm 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan sau khi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, ông Trí đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền trên. Trước khi diễn ra phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định Ông Chí đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và hơn 3,3 triệu USD. Theo viện kiểm sát nhân dân tối cao, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Liệu trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ có những tình tiết nào mới bất ngờ xảy ra? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo